chào mọi người, sản phẩm có trong video này là chiếc bàn ủi hơi nước cầm tay Philips STH502020. Thiết kế bàn ủi nhỏ gọn là ưu điểm để mọi người có thể mang đi du lịch hoặc bất cứ đâu. Đây là dòng bàn ủi cầm tay mới ra mắt của Philips. Ngoài mẫu được giới thiệu ở đây, mọi người có thể tham khảo thêm mẫu cùng dòng của nó nha. Bàn ủi được thiết kế tinh gọn, khi bình thường là trục thẳng đứng, còn khi muốn ủi, mọi người sẽ gập phần đầu ủi lại, tạo thành một góc nghiêng tiện lợi. Dung tích bình nước là 120ml, hoạt động với công suất 1200-1400W, làm nóng nhanh chóng trong 30 giây. Có hai chế độ ủi là Eco và Max, cho mọi người tùy chọn với từng loại vải mỏng dày. Mặt đế kim loại không gây ra vết cháy và lướt êm trên mặt vải. Đi kèm với bàn ủi còn có găng tay bảo vệ, tạo thành combo chuẩn để mọi người ủi quần áo an toàn hơn. Hiện tại trên website Điện Máy Xanh, bàn ủi hơi nước cầm tay Philips STH5020 đang có giá là 1.190.000 đồng. Ngoài ra, mọi người có thể tham khảo thêm một số sản phẩm đang được kinh doanh tại Điện Máy Xanh nha. Chi tiết hơn về sản phẩm sẽ được cập nhật ở đường link trong phần mô tả. Còn video đến đây thôi, đừng quên nhấn like và subscribe cho kênh Điện Máy Xanh nha. Bye bye!